beloved students, nice to meet you again. Today we will continue our lesson, Unit 11, National Park Lesson Writing in English 10, 7-year program. I hope you will enjoy the lesson today. Let's start. Các em học sinh lớp 10 hãy 7 năm các em lưu ý, hôm nay bài của chúng ta sẽ là bài số 11. Và phần bài học của chúng ta là phần viết câu. Và phần viết này thì chúng ta sẽ học dưới dạng đó là transformation, nghĩa là dạng biến đổi câu. Mấy em sẽ biến đổi từ mệnh đề có chứa because hoặc là có chứa so sang mệnh đề if. Và trước khi chúng ta ôn lại lý thuyết thì cô muốn mấy em sẽ theo dõi hai cái ví dụ của cô. Cái ví dụ đầu tiên, mấy em xem câu này. Because it rains, they stay at home. Bởi vì trời mưa, họ phải ở nhà. Thì đối với câu này, mấy em thấy đây là mệnh đề chứa because. Ở đây chúng ta sẽ chuyển về mệnh đề if. Chúng ta lấy mệnh đề có chứa từ because, chuyển sang mệnh đề if ngay đây. Mấy em quan sát thì ở đây là câu ở trên chúng ta cho là thì hiện tại đơn. Như vậy chúng ta sẽ đưa về if loại 2 và chúng ta nhớ là đổi dạng. Ở trên là dạng khẳng định, thì câu ở dưới sẽ là dạng phủ định và ngược lại. Mệnh đề còn lại sẽ là mệnh đề chính. Mệnh đề chính ở đây cũng là thì hiện tại, chúng ta sẽ đưa về mệnh đề chính là wouldn't. Stay. Và những từ còn lại thì chúng ta sẽ hạ xuống. Như vậy câu hoàn chỉnh của chúng ta sẽ là if it didn't rain, they wouldn't stay at home. Mấy em quan sát ví dụ thứ hai. Ở ví dụ thứ hai thì ở câu trên cho ở mệnh đề có chứa từ so. Thì mấy em sẽ lấy mệnh đề trước chữ so để làm mệnh đề if. Rồi chúng ta, ở đây cô cho thì quá khứ đơn, thì chúng ta sẽ chuyển về if loại 3. Và mấy em cũng phải đổi dạng. Mệnh đề sau chữ so lúc này sẽ là mệnh đề chính. Những từ còn lại chúng ta sẽ hạ xuống. Qua hai cái ví dụ này, mấy em sẽ có một số cái lưu ý như sau. Thứ nhất, lấy mệnh đề sau because hoặc trước so làm mệnh đề if. Thứ hai là đổi dạng khẳng định thành phủ định và ngược lại ở cả hai vế. Thứ ba, đề cho thì hiện tại thì chúng ta sẽ viết câu if loại 2. Cụ thể như sau. Nếu mà đề cho động từ nguyên mẫu hoặc là thêm SES thì khi viết if thì chúng ta sẽ viết về didn't cộng với động từ nguyên mẫu. Trường hợp thứ hai, nếu đề cho don't động từ nguyên mẫu, chúng ta sẽ viết về động từ cộng 2 hoặc thêm ed. Đề cho động từ to be ở hiện tại am is are sẽ viết if là weren't. Đề cho động từ to be dạng phủ định, chúng ta sẽ viết if là were. Còn đối với mệnh đề chính, nếu động từ nguyên mẫu hoặc là thêm SES thì viết về là wouldn't về nguyên mẫu, don't về nguyên mẫu, viết về would
về nguyên mẫu. Am is are đưa về wouldn't be. Am is are not would be. Can đi với về nguyên mẫu sẽ đưa về couldn't về nguyên mẫu. Can't về nguyên mẫu sẽ đưa về could về nguyên mẫu. Nếu đề cho thì quá khứ thì chúng ta sẽ viết câu if loại 3 cụ thể như sau. Trường hợp thứ nhất, đề cho V cộng 2, động từ cộng 2 ED sẽ viết về hadn't cộng với V cộng 3 thêm ED. Đề cho didn't V nguyên mẫu đưa về had V cộng 3 ED. Đề cho was were viết thành hadn't been. Đề cho was were not viết về had been. Đó là mệnh đề if. Chuyển sang mệnh đề chính. Đề cho V cộng 2 ED, động từ cộng 2 ED. Mệnh đề chính sẽ được viết là wouldn't have, động từ cộng 3 ED. Didn't, V nguyên mẫu, viết về would have, động từ cộng 3 ED. Was were, wouldn't have been. Was were not, would have been. Could, về nguyên mẫu, couldn't have, động từ cộng 3 ED. Couldn't, về nguyên mẫu, viết về could have, động từ cộng 3 thêm ED. Các em học sinh hãy lấy giấy bút ra và viết lại công thức này. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành. Use the given information to make conditional sentences. Sử dụng những cái thông tin đã cho để chúng ta tạo thành câu điều kiện. Các em hãy viết lại những câu bài tập này vào trong tập bài học của mình. Sau đó các em làm thử và chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại đáp án trên video nha. Sau khi các em đã làm bài rồi thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại đáp án. Câu số 1, because, chúng ta chuyển sang if main. Động từ to be, chúng ta sẽ đưa về weren't. Mệnh đề phía sau sẽ là mệnh đề chính. Chúng ta sẽ đưa về couldn't discover. Number 2. Mệnh đề có chứa chữ so. Chúng ta sẽ lấy mệnh đề phía trước là mệnh đề if. Ở thì hiện tại chúng ta sẽ đưa về if loại 2. Chúng ta sẽ đưa về cột 2, đổi dạng. Chúng ta sẽ bỏ chữ so. Ở đây chúng ta sẽ đưa về mệnh đề chính của if loại 2.
Number 3. Đây cũng là mệnh đề solve. Chúng ta sẽ lấy mệnh đề phía trước. Mệnh đề này đề cho ở dạng quá khứ đơn, chúng ta sẽ đưa về if loại 3. Mệnh đề phía sau chữ so chúng ta sẽ đưa về mệnh đề chính của if loại 3. Number 4. Đối với câu số 4 này, mấy em có một điều lưu ý, đó là lúc này là mệnh đề because chúng ta đặt ở phía sau, cho nên là chúng ta sẽ đem cả vế của mệnh đề because ở phía sau này chúng ta đem ra phía trước và làm mệnh đề if. Đây đang ở thì quá khứ đơn, chúng ta sẽ đưa về if loại 3. Và mệnh đề còn lại chúng ta sẽ đưa về mệnh đề chính. Các em xem lại đáp án và các em có thể ghi chép vào tập. Practice 2, phần thực hành thứ 2. Choose the best option. Chọn một câu trả lời đúng nhất. Các em học sinh hãy tìm đáp án trước khi cô cho đáp án trên video nhé. Ở câu số 1, đây là câu có chứa mệnh đề because. Và thì của câu này sau mệnh đề because là thì hiện tại dạng phủ định, chúng ta sẽ đưa nó về dạng quá khứ khẳng định. Mệnh đề còn lại sẽ là mệnh đề chính. Như vậy dựa theo phân tích này thì đáp án ở câu số 1 này sẽ là câu C. Câu số 2, đây là câu có chứa mệnh đề chữ so. Chúng ta sẽ lấy mệnh đề phía trước chữ so làm if. Dựa vào sự phân tích này thì đáp án của chúng ta sẽ là câu điều kiện loại 3. Và trong 4 đáp án thì chỉ có đáp án đi là câu điều kiện loại 3. Và chúng ta thấy ở câu đi hát đứng đầu câu, đây là dạng đảo ngữ của if loại 3. Ở câu số 3, đây là câu mệnh đề because và đề cho ở dạng quá khứ. Do đó, đáp án của chúng ta sẽ là câu if loại 3. Đáp án B. Ở câu số 4 là câu có chứa chữ so. Và đề cho dạng thì quá khứ. Do đó, chúng ta sẽ chọn đáp án D. Ở câu số 5, dạng câu có chứa mệnh đề because và đề cho ở thì hiện tại
Do đó, chúng ta sẽ chọn câu điều kiện loại 2 và câu này sẽ là câu C. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại lý thuyết của bài học ngày hôm nay. Homework. Đây là phần bài tập về nhà. Cô yêu cầu các em học sinh hãy chép lại những câu này vào trong vở của mình. Các em hãy làm lại những câu này. Và cô sẽ up những câu này lên phần Viettel Study. Các em hãy theo dõi trong tuần tiếp theo nhé. Chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Cô chúc các em có một buổi học tập vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé. Bye mấy em.